Có những cái phương pháp gọn nào để giúp chúng ta, giúp doanh nghiệp xây dựng ra những bộ chiến lược một cách nó bài bản, chứ không phải là chúng ta gọi là suy nghĩ ra nó ra một cái chiến lược đó mà chúng ta làm. Và thứ hai nữa là có cách nào để doanh nghiệp chúng ta học được những cái phương pháp luận để chúng ta xây dựng lên bộ chiến lược không ạ? Cảm ơn Trung ạ. Đây là câu hỏi của rất nhiều tập đoàn lớn, và trong đầu năm, đặc biệt là trước Tết và sau Tết, thì mình cũng làm cái bài tập về chiến lược này cho một số tập đoàn. Thì chắc mình trả lời câu số 2 trước, nên câu này đơn giản nói trước. Thì cái câu số 2 ở đây là yes, chắc chắn nè. Và với cái phương pháp luận về operational excellence mà John Burness đang cung cấp, cách làm chiến lược của mình nó sẽ có phương pháp. Đó là lý do vì sao, nên nếu làm theo cách cũ thì mỗi người sẽ làm khác nhau, mà nó dẫn tới cái việc là chiến lược mình nó không có cách để mình làm. Tôi suy nghĩ 3 ngày 3 đêm nó cũng không ra chiến lược này. Thì hiện nay á, là cái phần số 2 nó có phương pháp, nó có công cụ và rất là cấu trúc luôn. Thì quay về lại cái câu số 1 á, thì làm sao để làm chiến lược? Thì đầu tiên là mình làm cái bộ bàn thờ tầm nhìn sứ mệnh giá trị cốt lõi. Sau đó mình làm mô hình kinh doanh. Còn nếu mà công ty nào có rồi á, thì mình dùng cái từ rà soát. Thế là mình rà soát xem để mình làm có đúng không. Nếu đúng thì mình confirm mình đi tiếp, còn chưa đúng thì mình phải điều chỉnh. Sau đó xong á, thì trước khi mình làm chiến lược mình phải có nguyên liệu làm chiến lược. Thì cái nguyên liệu làm chiến lược này là cái phân tích. Mình nôm na một cái công cụ rất là đơn giản mà các anh chị ai cũng biết hết á, nhưng mà thực tế là không hề dễ làm, và rất nhiều người làm sai, đó chính là công cụ phân tích SWOT. Sau khi mình biết được cái hiện trạng của mình rồi, biết được cái cơ hội cái nguy cơ bên ngoài rồi, thì sau đó chúng ta sẽ có cái nguyên liệu để đi làm chiến lược. Và chiến lược nó có những cái tên của nó có cái bộ kế hoạch của nó, chứ không phải tự nhiên mình ngồi mình nghĩ nó ra. Thì nếu mà các anh chị nào mà đã tham gia cái chương trình với trường, thì nếu mà chúng ta học chiến lược, chúng ta sẽ có khoảng tầm vài ngày chiến lược là chuyện bình thường, nếu mà chúng ta biết cách. Và chúng ta cho dù mà chúng ta không có nhiều kinh nghiệm lắm, chúng ta không có nhiều kiến thức lắm, nhưng mà chúng ta có phương pháp thì chúng ta cũng đi đến đích. Thì đó là cách làm. Và chiến lược á, mà chúng ta đang nói ở đây á, nó mới là bước số 2 trong 4 bước mà chúng ta làm. Tại vì sau chiến lược xong á, mà chúng ta không có mục tiêu, không có hành động á, thì chả khác nào mà chúng ta giương cung lên mà không bắn. Là cuối cùng mình viết rất là hay nhưng mà mình không có làm, nó không đạt được kết quả. Đó là lý do vì sao mà rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay mình bị fail, bị thất bại trong cái khâu là từ chiến lược tới thực thi. Mình viết rất là dữ, mình nói rất là hoành tráng, nhưng mà thực thi tồi quá, nó không có kết quả.